ghê. Ui, sushi đấy, sushi đấy. Chimasa. Ơ, sushi à? Em nhìn thấy chị có cái gì về sắc cầu vồng. Làm gì có cái gì đây, về sắc cầu vồng đây. Không biết à. Lên tên. Cho em một cái. Làm sao mà cho được. Em nhìn này, xinh không? Đã bao giờ em thấy những cái nọ kẹo mà nó xinh xắn và nhỏ như thế này chưa? Của chị. Dạ em đi. Này, có thích ăn không? Có. Bây giờ nhá, em đọc được màu sắc thì chị sẽ cho ăn. Đọc thử đi, đọc thử đi. Đây. Ồ, màu gì đây? Red. Ồ, chuẩn luôn. Màu gì đây? White. Ê, màu cuối cùng. Màu này. Orange. Hả? Trả lời được hết luôn cơ. Siêu vậy. Màu này khó hơn. Blue. Ồ, được đấy. Bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau khám phá xem bên trong này sẽ có những cái gì được không? Bây giờ ăn hộp này trước nhá. Đấy, cho em mở, cho em mở. Đây đây, mở bên này. Đó, cho đây ra, cho ra. Hai hộp thôi. Đó. Cái này được mấy hộp ta? 2, 4, 6, có 8 hộp thôi. Ăn thử nha. Màu trắng. Ba Hà. Nhai đi, nhai để cho nó biết. Cắn thử cái nào. Đấy, đấy, đấy. Ôi trời, bất lực vậy hả? Màu cam. Để xem vào các cái vị nó có khác nhau không? Nào, vào đây đây. Bạc hà cay lắm. Đúng rồi, cái này bạc hà thật. Nè. Cái này là cam. Nhìn ăn thử, cái này là viên cam. Chua, chua, chua. Em ngậm nữa, không bị chua. Cái này, đúng là chanh leo. À, chua ơi. Đây có vị gì là, trong có vị đó. Đây là lá bạc hà, đây là chanh leo, trong chanh leo. Cái này mới là ổn. Rồi. À, chị ơi lấy một viên đi. À, cái này là cam đấy. Nghe đi, cái này mềm á. Cam luôn. Đấy. Ngon không, ngon không? Ngon không, ngon không? Ừ, ngon đúng không? Hộp cuối cùng. Hộp cuối cùng. Ồ, đây cũng lá bạc hà luôn này. Cái này chắc là lại cay ấy. Hai viên thôi. Chị một hột, em hột. Ô, đều là màu trắng nhưng vị khác nhau. Sữa. Sữa, cái là sữa. Bây giờ em thích ăn vị nào, chị cho em hai cái, chị hai cái chia đôi. Một cái này với một cái nào, cam nhá. À, ok, đấy, hai chị em mình vừa được hai cái. Bây giờ đi về nhà chị chơi đi. La 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 la. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.